Trong những năm qua, phong trào hiến máu tình nguyện ngày càng lan tỏa và thu hút sự quan tâm của công chức, viên chức, người lao động trên địa bàn thành phố Hà Giang. Mọi người đều nhận thức được nghĩa cử cao đẹp về hiến máu tình nguyện, bởi hàng giờ, hàng ngày có rất nhiều bệnh nhân không có đủ lượng máu kịp thời cấp cứu. Vì thế, họ cần lắm những giọt máu nghĩa tình. Trong sáng ngày 26 tháng 11, tại Trung tâm Hội nghị thành phố Hà Giang, Ban chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện tỉnh phối hợp với Viện Huyết học Truyền máu Trung ương tổ chức chương trình Ngày hội hiến máu giọt hồng mùa hoa tam giác mạch 2023. Hưởng ứng ngày hội này, Ban chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện thành phố Hà Giang đã vận động được gần 300 người là cán bộ, công nhân viên chức, đoàn viên thanh niên và nhân dân trên địa bàn thành phố tham gia. 15 lần hiến máu là 15 lần cảm xúc khác nhau, nhưng bản thân mình luôn nghĩ rằng là mình sau mỗi lần hiến máu mình vẫn ăn uống đầy đủ, sinh hoạt bình thường. Và những cái lần hiến máu này sẽ mang lại cái sự sống cho những bệnh nhân cần máu. Cũng như cô giáo Tâm, cô giáo Ma Thị Giang đến từ trường tiểu học Phương Độ cũng tham gia hiến máu lần thứ tư. Cô giáo Giang cho biết mỗi lần hiến máu là cảm xúc rất khó tả. Bởi cô Giang quan niệm hiến máu là một việc làm tử tế, chia sẻ một phần máu của mình cho những người kém may mắn hơn mà có thể cứu sống được mạng người. Thì đó là việc cần làm và nên làm. Cái cảm xúc của mình rất là vui và cảm phấn khởi và cảm thấy là mình đã làm được một cái việc gì đó cho mọi người ạ. Ban chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện thành phố Hà Giang đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động và các tầng lớp nhân dân trong thành phố hiểu về mục đích, yêu cầu của hiến máu tình nguyện, tầm quan trọng và tính nhân văn, nghĩa cử cao đẹp của việc hiến máu nhân đạo. Trong năm 2023, đối với Hội Chữ Thập Đỏ Thành phố và Ban Chỉ đạo Hội Chữ Thập Đỏ Thành phố đến thời điểm này thì đã tiếp nhận gần 500 đơn vị máu và vượt chỉ tiêu tỉnh giao. Kết quả phong trào hiến máu tình nguyện trên địa bàn thành phố Hà Giang trong thời gian qua rất đáng trân trọng. Điều đó cho thấy công tác tuyên truyền, vận động đã thu hút đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia, qua đó góp phần đem lại sự sống cho nhiều bệnh nhân đang cần máu.